Bạn đang đau đầu vì doanh số ngày càng đi xuống. Bạn thắc mắc không hiểu vì sao đối thủ của bạn ngày càng phát triển. Bí mật của họ ư? Đơn giản thôi, đó chính là giải pháp marketing online số 1 All-in-One, cạnh nhanh nhất để tiếp cận hàng chục nghìn khách hàng với chi phí không đồng. Truy cập ngay hpsoftware.vn, nhập ngay mã DDTV vào khung chat để được giảm tới 20%. Chuỗi cửa hàng tiện lợi Shop & Go về tay Vingroup giá trị 1 USD. 87 cửa hàng tiện lợi nằm trong chuỗi Shop & Go bất ngờ được nhượng lại cho công ty Vincommerce, thành viên của tập đoàn Vingroup với giá 1 USD, theo thông báo của Vingroup ngày 2 tháng 4 vừa qua. Công ty cổ phần cửa hiệu và sức sống, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi Shop & Go đã chủ động đề nghị được nhượng lại toàn bộ chuỗi này cho công ty Vincommerce, tập đoàn Vingroup. Đại diện cổ phần cửa hiệu và sức sống nói rằng quyết định rút lui này được đưa ra sau khi nhận thấy sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ không đơn giản như hình dung. Thương vụ 1 USD này là tặng lại Shop & Go cho Vingroup để họ tiếp tục đầu tư phát triển. Sau thỏa thuận này, các cửa hàng Shop & Go được sáp nhập và chuyển đổi, nâng cấp mọi mặt từ cơ sở vật chất, hàng hóa, chất lượng nhân sự cũng như thống nhất cơ chế quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart Cộng hiện nay. Shop & Go là chuỗi cửa hàng của chủ đầu tư đến từ Singapore và do công ty thương hiệu và sức sống quản lý. Cửa hàng đầu tiên của Shop & Go xuất hiện vào năm 2006 trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với đặc trưng là mở cửa 24/24 giờ mỗi ngày, chuyên kinh doanh các mặt hàng từ thực phẩm chế biến, công nghiệp đến hóa mỹ phẩm. Được xem là một trong những thương hiệu tiên phong, Shop & Go ra đời trong bối cảnh tâm lý người dùng vẫn xem cửa hàng tiện lợi là nơi bán hàng xa xỉ vì giá bán ở trong những chuỗi này luôn bị so với các cửa hàng tạp hóa, chợ. Người dùng lúc đó vẫn chưa sẵn sàng móc hầu bao để trả thêm cho yếu tố tiện lợi. Những năm 2010, Shop & Go vẫn luôn là chuỗi cửa hàng tiện lợi có mạng lưới lớn nhất tại Việt Nam. Đến năm 2013, chuỗi này đã cán mốc 100 cửa hàng trong khi những đối thủ khác chưa đến 30 điểm. Tuy nhiên, sự đổ bộ của một loạt thương hiệu cửa hàng tiện lợi cùng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ bán lẻ đã đưa cuộc cạnh tranh giữa những chuỗi ngày càng khốc liệt hơn. Sau 14 năm thành lập, hiện tại Shop & Go đang vận hành 87 cửa hàng, trong đó có 70 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và 17 cửa hàng tại Hà Nội nằm tập trung ở trong các quận nội thành. Trước khi bán với giá 1 USD, Shop & Go cũng nỗ lực thử nghiệm nhiều mô hình khác nhau nhằm phát triển chuỗi. Trong đó, hệ thống này có triển khai hình thức nhượng quyền thương mại, nâng cấp các cửa hàng tạp hóa thành những cửa hàng tiện lợi. Theo đó, chỉ cần nhà kinh doanh có sẵn mặt bằng và một số vốn nhất định, Shop & Go sẽ hợp tác thông qua một gói dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình, khách hàng, hàng hóa, nhân sự, kế hoạch đầu tư đến chuyển giao công nghệ và triển khai cung cấp dịch vụ thiết lập cửa hàng tiện lợi, siêu thị chọn gói giúp các chủ cửa hàng. Tuy vậy, phát triển cửa hàng chưa hẳn là bài toán sống còn giúp hệ thống này sống sót được. Dự kiến toàn bộ công đoạn tiếp nhận và chuyển đổi sẽ được hoàn tất trong tháng 4 năm 2019. Theo thống kê của Nielsen, số lượng cửa hàng tiện lợi ở 4 đô thị lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đã tăng gần gấp 4 lần kể từ năm 2012. Tính đến cuối tháng 3 năm 2018, toàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.800 cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini phủ khắp khu vực nội và ngoại thành. Tổng diện tích trên 270.000 m² sàn, tăng 5,1% so với cuối năm ngoái. Theo Tuổi Trẻ Online, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đặt mua cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại, cuốn sách yêu thích của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Mua sách giá tốt nhất tại link shorten.asia tại comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.